Rồi chào bạn đến với kênh QT CEO. Thì hôm nay mình kẹt công chuyện quá, mình không có làm cái video được. Hôm nay mình sẽ làm cái video bón phân DAB cộng với NPK nè. Thì bữa hôm mình cộng là mình ngâm mình tưới thì tốt hơn. Như nay mình không có được cái thời gian nên mình sẽ bón kia cách này cũng được. Một cây mai bạn bỏ chừng mấy hộp vậy thôi các bạn nè. Đó. Đúng ra mà mình phải khơi ra chôn nó dưới đó dưới thôi, mình cứ bỏ vậy đi cho nó mưa nó xuống nó tan. Giờ bữa nay mình đã bận chuyện của mình không có coi, hôm nay mình ra mình thăm cây mai mình coi nè. Các bạn phải để mai đúng lên này là không ra lá non nha bạn, như mình đây nè, mình bỏ phân đạm dư á nên lá non ra nè. Giờ có hiện tượng sâu ăn nè đó, mà thấy lỗ không thì các bạn phải xem để ý mai mình, giờ nó có lỗ vậy là nó không có tốt nè, các bạn thấy không nè, đó ra lá non nó có những cái lá sâu ăn nè. Con sâu này là sâu đen nhỏ nhỏ mà ngày bây giờ mình không thấy đâu. Đây 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 nè, đó bạn thấy sâu nè, sâu nè ha. Đó, con sâu thì có tí xíu thôi nè, nhưng mà bạn không xịt thuốc hai ba bữa sau nó sẽ bự á, nên bởi vì mấy anh em chia sẻ trên mạng nói sao trồng mai phải xịt thuốc, phun thuốc định kỳ, dù bị mặc dù nó không có sâu cũng phải phun thuốc. Thì xin thưa với bạn là rằng trồng mai là mình phải xịt thuốc thường xuyên. Cái cây này là cây máy ghép của mình nha bạn, máy ghép mình trồng mình nuôi bo nè, mình cũng không có gì cần thiết cho mấy. Đây thì bữa hôm mình mới ghép hồi nay cũng có nãy nụ quá trời nè. Thì cây này nó xấu lắm, xấu xí chứ không có bự, mình đều cái đọt là mình những cái đọt mình ghép là nó tốt thôi. Đây là những cái đọt mình ghép nè, mình ghép trực tiếp lên nè, đây ha, mình cắt mình ghép trực tiếp nó lên nè. Đây là những cái đọt mình ghép, thì đó là mà dạo thu đức 24 cánh lớn nha, 24 cánh lớn bạn. Hôm nay mình xin của ông anh đó, mình xin giờ bữa nay mình sẽ bón phân ở DAB. Còn bạn thấy như mấy cái mai ở ngoài trồng đất không, đất nó không có bỏ phân mà nó cũng vẫn tốt xum xê. Còn những cái mai trồng chậu nè, mai chậu thì nay lá đã già rồi, nụ cũng đã tương đối lớn này. Mình này mà không nên này, không nên bón đạm nhiều nữa, xin lỗi, không nên bón lăng nhiều nữa, tại vì mấy cái mai này nụ lớn này bạn bón lăng vô nữa nó sẽ làm cho cây mai nó nở sớm trước Tết á, nên mình sẽ không bón lăng. Những mấy cái đầu nhỏ vậy vừa rồi bạn đó, nhỏ vậy thôi, vừa nè đó. Thì tí về tới Tết vậy nè, tại nay cũng là tháng 9 rồi, nên bón những phân kali. Nay mai mình sẽ bón những phân kali mình nuôi nụ cho nó bự đó. Còn cái cây bữa hôm mình bị bồ chỉ, mình chỉ bạn nha, bạn thấy không? Tay tá đó đúng không? Thì bữa mà đã xịt thuốc rồi đó, thì các bạn thấy hết là xịt thuốc mới ra ngoài là không có rồi nè. Còn này là bị rỉ sét bạn, rỉ sét nè. Mấy cái mai mình trồng ở đây trong rập cho nó không có thoáng không khí nhiều quá đó, nên mình thường nó thường bị bệnh nhiều lắm. Mình chăm sóc cũng nói chung mình làm riết mình cũng đã rồi, tại nhà mình không có đất trống, mình đem ra ngoài nắng đâu cho thoáng mát đó. Trong nhà riết rồi nó ấy. Đây bên đây có cây này nở sớm rồi bạn. À, bạn thấy một cái nụ là nó sẽ nở ra được, này là chia 2 2 4 5, chia 5 bông, thì 5 bông những cái nụ này nụ lớn thì mai mình sau hôm nay nó sẽ chắc năm nay nó sẽ nở sớm quá. Thì những cái đó thì bạn nó ra nở nó nhiều nụ lắm, nó chỉ ra nó nở cái bông hay bông gì cũng không có ảnh hưởng gì tới cái mai đâu. Thì các bạn muốn để chơi cho đẹp cũng được, còn không để đẹp thì mình lặt bỏ nó cũng không sao. Tại cái này là do hồi đó nó bị bệnh mình lặt mấy cái lá đọt nên nó sẽ bung lẹ. Còn những cái cây mình không lặt nó sẽ nụ nó sẽ nhỏ các bạn. Đó, không lặt nó còn tí xíu nè. Tại đó mình lặt mấy cái đọt nó sẽ bung lên, mình dùm để cho nó nở đi, cho nó nở ra ngày nơi cho nó không nở mấy cái lớn nuôi. Chứ cũng không có thèm lặt làm gì. Nói chung vườn mai mình mà hôm nay mình được không nó bệnh á, nó cũng tê tả hết rồi. Mà điều cũng ok cũng được không sao hết. Trồng mai thì phải có bệnh thôi bạn, chứ không có bệnh là không được. Thì bây giờ mình sẽ bón phân vô, bón phân vô cho nó sung cái mai lên, cái lá già hết. Rồi nay bữa mình sẽ quay video cho bón phân kali vô. Còn sâu này bạn thấy sâu không? Đó, sâu này những cái sâu nó ăn rất lợi hại bạn. Đó, bạn thấy không? Mình mới không coi, không làm video, không có ra vườn mai mấy bữa thôi. Bạn thấy tơi tả không? Sâu này nó ăn rất lẹ mà, nó ăn kinh khủng lắm. Nên phải xịt thuốc thường xuyên, chứ mai mình sẽ dùng thuốc mình xịt. Chứ để về riết không được đâu. Còn như mấy cây trên này thì cái này khỏi lo rồi, cái này thì nó quá tốt rồi. Cái này lá đạt yêu cầu rồi.
lá dừa này là dừa kịp Tết luôn, đang nụ nhỏ búp luôn, thì đang nụ nhỏ xíu luôn. Tết Tết là cây này khỏi chơi rồi, nó thì đẹp. Mình sẽ qua cái máy lớn rồi mình sẽ lấy phân mình bỏ, tại mình vừa cầm điện thoại vừa bỏ phân này nó cũng hơi chập chàng. Chứ các bạn cứ đừng nghĩ mình là mình chia sẻ các bạn là mình sẽ không bỏ phân đó, mình xách ra tới đây là mình phải bỏ rồi trong vườn mai mình. Như cây này bạn thấy tề cái lá này ha, lá già ha, lá già nụ có nè đó. Cây này mai mình không bán cái này, mấy cây này mình để mình trưng thôi. Nó không có lá non này nó không sâu đâu, còn nó coi chừng nào có lá non nó mới có sâu bạn, không có lá non thì sâu nó sẽ không có ăn ăn đâu. Khỏi phải xịt sâu, mình đều phải bỏ nó thêm vô. Cái này nó bộ rễ nó cũng có cái quái quái chút xíu. Cái này là thằng mẫu tử đó, mẫu tử ha, cây nhỏ cây lớn, cây mẹ cây con. Hình như cái này là giống miên trên mình thằng nó có chim lót thì nó rớt rớt ổ chim rớt xuống. Còn như cái mấy cái này thì bạn thấy tơ đạt không đó, này nhìn đẹp không? Tại bữa hôm mình bỏ phân, mình hướng dẫn bạn mình bỏ phân bó ra thì nó ra đọt non thôi, cũng không cần thiết mấy, không cũng không sao đâu, chỉ có đọt hay đọt không đến nổi nào đâu. Giờ mình sẽ bón phân vô để nó nuôi những cái nụ này để người ta Tết nay chín nè, 3 tháng nữa là Tết à, 3 tháng nữa vừa, mai này cũng vừa. Mai bữa nay mình sẽ bón phân, ngày mai mình sẽ dùng thuốc trừ sâu xịt sâu nè, để sâu nó bữa nay bạn thấy có mấy lá thôi chứ ngày mai mốt nó nở trẻ bé luôn, nó nhiều lắm. Hôm nay mình không có thăm vườn mai mình, nay mình làm thăm thấy nó sao á. Đây cái này cái mai mình chín cánh, mai chín cánh bông nhỏ mà bông trái mùa này nó không có lớn đâu bạn, bông trái mùa nó vậy đó, nó không lớn bông này, để chơi cho đẹp cũng được, không để lặt không cần thiết, không sao đó. Như bạn thấy mình cây này nụ rất nhiều à, nó cây về chín mốt bằng lặt lá một cái là nó nở nhiều lắm. Còn những cái đọt này dư nó không có nụ thì tới đó bằng mình sẽ tiễn ra, mình cây nào bán được bán, còn cây nào bán không được mình sẽ đem năm sau mình uống, mình cắt cành mình làm lại. Hôm nay mình trồng, mình mai mày con mới ghép, mình trồng mình cho nó ra tự nhiên, cho nó bự gốc, mình không có uống thế uống gì hết, để ra tự nhiên thoải mái. Bữa mình cũng có tạo thế sơ sơ thôi chứ cũng không có cho nó gọi là có đọt cái tròn tàn thôi, mình chỉ sửa trên toàn tròn tàn cho mình không có uống thế uống gì hết đó. Để năm sau cái cho nó đủ tàn đủ nhánh để mình xuống. Còn những cây này không bạn thấy không nè, đó. Thì nó ra nụ là nụ dây cá luôn ạ, nó nụ dây cá luôn, nhiều ha, nhiều đó. Cái này nó nở thì khỏi chơi này. Cái loại lá dày lá lớn này nó nở bông bự lắm ạ, bông cho bá luôn, bông đẹp bự cho bá luôn nè. Bạn thấy cái cây mai nhỏ xíu thôi, bông nụ rất nhiều. Rồi tôi video mình quay tới đây, mình sẽ kết thúc video cái này. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Mà thôi để lỡ ráng này còn 2 phút rồi, còn phút mấy nữa mình làm sẽ nói luôn cho tới 10 phút. Bây giờ mình sẽ quay qua mình đi bón phân. Bữa nay mình làm video này hơi tào lao xíu, các bạn đừng có ném đá nha. Tại mình không biết làm video, bữa nay sẵn chủ nhật mà mình không biết làm video gì, thôi mình sẽ quay cái video đơn giản vậy cho bạn xem thôi. Thì các bạn nào ủng hộ mình thì ủng hộ, mà ủng hộ thì có ném đá ném nhẹ để mình né. Thì mình cũng không có thời gian làm video nhiều, hôm nay mình kẹt công chuyện nhà nhiều quá, nói chung là xe cầu gì đó mình không có thời gian ra đây luôn, làm tới 8-9 giờ tối đuối quá mình sẽ nghỉ luôn, mình không ra đây. Bạn nhớ bỏ ít phân thôi nha, cái mai này nó cần rất ít phân, ít phân mà chia làm nhiều lần bỏ nha bạn. 10 ngày trước mình có bỏ phân có phun 10 của phân hũ của Mỹ, mình có phun rồi. Rồi 10 ngày tiếp theo mình có bón phân hữu cơ sông Giang, thì bữa nay mình sẽ bón DAP với phân nào bị ca xanh của Thái nè, mình trồng chung, hồi đó mình trồng cho bạn coi đó. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ bón vậy, mà như mình bỏ sẽ ít, một gốc mình bỏ chỉ chừng mấy hộp thôi. Đó, bỏ mấy hộp cho nó có thì chứ đừng có bỏ nhiều quá nó không tốt. Bỏ nhiều quá nó sẽ làm cho cây mai nó ấy. Thôi mình kết thúc video đây mọi người nghe bạn. Tại mình vừa nói vừa quay video quơ điện thoại, các bạn có nhiều bạn không xem thôi, để sẽ chóng mặt.
mình sẽ kết thúc đây. Cái cây này chậu thì nó lớn thì bỏ hơi nhiều nhiều chút đó, bỏ ít thôi, đừng có tóm nó nhiều nhiều bạn. Rồi xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong video sau. Đây, rồi xin chào bạn nha.